hãng sản xuất vũ khí Checking Point của Mỹ đã phát triển một mẫu súng trường bắn tỉa với hệ thống ngắm bắn thông minh mang tên Exact System. Thành phần chính của Exact System là cụm ống ngắm điện tử phía trên khẩu súng và được kết nối trực tiếp với cò súng để hạn chế những cú bắn hụt. Theo đó, khi hệ thống thấy súng đang không chĩa trúng mục tiêu thì nó sẽ làm cho cò súng nặng hơn. Ngược lại, nếu hồng tâm đang hướng thẳng vào mục tiêu thì cò súng sẽ được thả ra nhẹ hơn. Cụm ống ngắm có khả năng tính toán được các yếu tố tốc độ gió, biên độ run tay, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lực giật hậu, trọng lực trái đất, kết nối Wi-Fi và chạy bằng pin. Nhờ đó, giúp xạ thủ có thể thực hiện chính xác cú ngắm bắn mục tiêu cố định hoặc di chuyển trong phạm vi gần 1.000 mét. Bên trong ống ngắm có một màn hình HUD hiển thị tình trạng pin và các yếu tố môi trường nói trên. Khi máy xác định có đủ các yếu tố thuận lợi để bắn, thì sẽ thông báo để xạ thủ bóp cò. Trong khi đó, chức năng Wi-Fi được dùng để truyền hình ảnh trực tiếp từ ống ngắm đến màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng từ xa.